Lâu rồi mấy tháng chị em mới gặp nhau. 4, 5, 6 tháng gì rồi. Nè bữa nay em trồ xuống San Jose để làm lại cho khách. Với lại đem đồ xuống từ Việt Nam qua cho chị Hằng. Đẹp gái. Đó đẹp gái chưa? À, làm đẹp nha, mấy chị em nào muốn đẹp giống anh trồ thì liên lạc với anh trồ nha. Làm đẹp nè, xăm môi, xăm mắt, xăm lông mày. Rồi còn làm đẹp gì nữa? À, vậy thôi ba ngón thôi còn... cái chuyện từ từ phải không? Đó quý vị bà con cô bác mình mà có liên lạc làm đẹp nhớ liên lạc anh trò số điện thoại đâu 714-580-2761 liên lạc với anh trò để làm đẹp tất cả các chị em phụ nữ ở San Jose hay ở các tiểu bang khác có dịp đi qua San Jose hay là dưới Westminster hả? Ngay Phước Lộc Thọ. Nếu mà có làm đẹp thì hẹn với anh Trò. Có ai qua Phước Lộc Thọ chơi thì hẹn với anh Trò nha. Các tiểu bang xa của chị, mấy người fan của chị qua là kiếm em không á? Ồ vậy hả? Các tiểu bang khác đó ha. Giống như mấy chị mà mấy tiểu bang khác mà mình có đi qua Phước Lộc Thọ chơi thì lấy hẹn với anh Trò để làm đẹp. Chỉ cần một tiếng đồng hồ là mình có làm đẹp rồi. Có cặp lông mày mới, cái môi, cái mắt. Ok, rồi. Ủa nãy giờ nói có mẹ qua, tao quên nha, mẹ đâu, có các mẹ đúng không? Mẹ với bà, à, mẹ với bà. Bà mới đi nhỏ. Mẹ với chồng đi đi qua bên chồng em mời. Ồ, vậy hả? Vậy chồng mới nhỏ đi luôn hả? Xuống cho vậy đó. Ờ, vậy hả? Nói là để gặp chị, nói thấy chị đó, nói hình đẹp quá vậy, rồi nói cũng người miền Tây đó, xong rồi nó cũng muốn nói, muốn diễn kiến mà giờ đi mất tiêu rồi, đâu biết chị qua giờ nào đâu. Ơ, bữa khác đi. Ở đây mấy ngày mới về? Ở đây ngày 16 hôm xong rồi. 4 ngày. Trả lời từ xa coi như là xuống để đẹp quá, lúc nào cũng đẹp hết trơn, đẹp lắm mà đẹp. Dặm môi là dặm mắt lại cho mấy chị mấy cô rồi, xong rồi 16 là anh chào về phải không? Về nếu mà mấy chị hay mấy cô có từ tiểu bang khác muốn có nhu cầu làm đẹp thì liên lạc với anh Trầu để lấy hẹn qua Phước Lộc Thọ chơi thì sẽ làm đẹp luôn nha. Dạ, giờ đang bắt đầu gần hè nè, xuân bắt đầu mấy chị nên bắt đầu làm đẹp được rồi. Coi như là mới đi nâng tay nghề về phải không? Đúng rồi, em upgrade thêm kỹ thuật về hair trot, đi sợi. Nói luôn đi. Thì giống như để cho những cái lông mày mà thường ít lông, không có nhiều lông thì mình đi thêm vài sợi cho nó tự nhiên hơn. Rồi đi cái đuôi thì mình đi ombre giống như em hay làm đó. Đó rồi upgrade thêm về đánh màu cho nó đẹp hơn. Mí mắt cũng vậy, đánh cho nó last long lâu hơn. Đó, Hằng nha, Hằng cũng mê đó. Nhưng mà rất tiếc là anh trò xuống cái đợt này thì Hằng rất là bận luôn. Cho nên là Hằng không có làm cái gì được cho Hằng cho đợt này, thôi đợt tới đi. Dạ, anh còn ok đẹp lắm luôn. Nhìn chị nó trời lông này có Hằng đẹp. Giống cho chị Hằng, giống y chang. Làm giống y chang luôn hả? Sao giống y chang phải không? Cũng vậy. Thì cái sếp á, mỗi cái sếp á, mỗi người cái sếp. Nhưng mà thích lông mày chị với cái môi. Cái môi thì thật ra mình cứ xăm đi mấy chị, giống như xăm môi á là mình để cho khi mình bôi make up với tối mình ngủ rồi đó, mình không có thấy nó trắng bệch. Chứ thí dụ mấy chị có quyền thích màu gì bôi lên màu đó, mà khi mình thích màu mình muốn bôi giống màu son á thì mình lấy cái foundation make up á, mình khi mình đánh make up mình đánh cái môi mình cho trắng luôn, thì khi mình xài màu môi khác nó ra giống như màu của mình thích. Còn nếu mà mình không thích mình cứ để vậy, khi mình đi gấp đi ra đường đó là mình để gì cái môi mình nó không có tái. Cho nên cái xăm môi thật sự mình làm cái gì nó không có quá lố thôi, nhưng mà nó vẫn giữ được cái đẹp nè. Cho nên nhiều người ta nói ô xăm môi thấy ghê này kia, không có ghê, cái gì cũng không có ghê. Cái gì mình cũng làm vừa và đủ thì nó sẽ đẹp. Đúng rồi.
còn không làm thì nói chung là phải mất thời gian trang điểm. Với lại khi ăn á, mình xài nhiều cái loại màu son chì á chị, nó dẫn bài hết thì ra cái môi trắng nhợt à. Mà này khi mình bôi son xong mà mình ăn rồi mình bay đi á, nó vẫn còn cái màu xanh môi, nhìn mình nó không có bị tái ha. Ok, này không phải quảng cáo, thật người thật biết thật, người thật biết thật, thật nè. Hằng rất là thích làm đẹp cho nên là yên tâm, liên lạc với anh Trò đi ha. Khi Hằng dám đặt một cái niềm tin để mà mình đưa cái gương mặt mình cho người nào làm thì đương nhiên Hằng phải tìm hiểu kỹ người nào làm mới có chất lượng thì mới dám đưa. Ok rồi, bây giờ làm cho khách phải không? Dạ, em đang làm á. Vô coi không? Vô coi. Quay đi cho đẹp. Phan Hằng Kali bữa nay tới đây làm đẹp với em Trò. Nè đẹp mà. Bây giờ đẹp cái này vô nè. Ok, cứ gọi cái con mắt ra thôi. Ừ, đó. Và chị quay app mà, đâu có sao. Trời, mấy chị phụ nữ cứ sợ Hằng quay lên không đẹp. Hằng nói không sao, khi quay phụ nữ là Hằng quay có cái app nó sẽ thấy mịn cái da mặt. Còn quay đàn ông là quay thường. Quay người đó hả? Quay đàn ông là quay thường cái mấy ông đó. Đàn ông nói vậy không có công bằng. Hằng nói vậy chứ mấy ông đẹp làm cái gì? Nhìn hàng mấy ông. Ừ. Mấy ông không có công bằng. Ok, để bật cái này rửa sổ cho nó sáng một chút em Trời. Con chị bật cho. Không, để chị làm cho em lên đi. Đó, chút xíu vậy nè. Nó sáng được thêm ánh sáng nữa. Hèn ơi, thì là chị đó hả? Chị là người gọi nhắn tin em hả? Đó. Bởi vì em đi xong cái tới anh Mẫn ổng đi chạy ra đát, em mới đi kiếm lại số điện thoại của chị là ai để em gọi cho chị biết cái gì anh Mẫn chở. Chứ đâu có anh nào đâu, anh nào cũng đi làm hết trơn rồi. Đó, hôm nay làm mẹ là lâu quá, nó hết phải rồi. Không, em đi cái khuôn thôi, em ủng tê lại cho. Nó lẫy à, đẹp lắm. Nó lẫy à. Nó lẫy à. Giờ cái mí trên đó em đi cái nó hơi dày dày phải không? Dày hơn cái của chị đi, cái chị nó có một đường chỉ à. Đúng rồi à hả? Dày giống như model bây giờ đó. Model bây giờ hả? Là bự á. Màu cũ của chị là màu đen hả? Xanh đen. Xanh đen dần dặm lại mình làm nâu nó đẹp hơn. Nâu đen. Nâu á, nâu đen. Nâu đen em cũng làm. Chị thích màu nâu đen hả? Ở Việt Nam á làm nâu đen sao cái nước ra rồi đen thui hả? Ờ, sao nó cái màu mực á chị? Cái đó chắc màu mực hả? Làm rồi hả? Làm rồi, đi lộn rửa đoạn rồi. Không có gì á. Không phiêu gì hết không? Ủa cái đó nãy giờ làm hả? Đang làm hả? Em đang làm rồi đó, em đi khung nè. Nó nãy giờ mấy người khách hỏi chị Hằng có gặp không, nói chưa gặp. Làm sáng giờ đó hả? Tắt chớp cho hai ba cô lớn tuổi á. Mấy cô nói tội nghiệp Hằng, nó thương Hằng quá. Khổ quá, cực quá. Cực cái vụ chị kia đó. Cực mấy người này quá ha. Chịu hay. Ngày cuối cùng Dung mới chịu lên thôi hả? Chị không chịu ở thì thôi. Chết cha. Tại vì mạnh thường quân người ta cho đâu phải cho bả mở thì mình cho người khác, giống như là giúp để giúp mấy người vô gia cư á. Chứ đâu phải là cho là để cho tiền đưa cho họ với hoặc là mua nguyên chiếc xe cho họ đứng tên, không phải. Cái đó là dục qua cửa sổ của tiền người ta đó chị. Tại vì cái đó là Mạnh Thường Quân người ta cũng không chấp nhận cho chị Nhung đứng, mà ta nói là để giúp chị Nhung thay đổi cuộc sống, có chỗ ăn chỗ ở tươm tất, chứ không phải là đưa rồi để đi bán hay là để làm cái gì mất. Cái đó là tiền mà chị, đâu phải giấy đâu. Sao cho nên không chịu mà cho nên chị không có chịu. Thì hôm qua Hằng nói chị, Hằng nói á, bây giờ chị có đòi đứng tên cũng không được nữa. Cái đó tiền của em á, tiền của em mua đó, xe của em á, em mua em để giúp những người vô gia cư á. Em nói thẳng chị bán ngồi làm thinh nè. Em nói chứ không đúng có, không có của ai, thành ra là không có em ý. Không có cho đứng mà ở là được ở hoài. Chiếc xe đó không bao giờ được bán, người này ở giúp xong giúp người khác chứ đâu có được. Họ nghĩ là ô giúp là cứ cho tiền rồi họ muốn làm gì làm, sai lầm hết. Cái đó mình không phải cách giúp mà mình làm cho họ, giống như là tiền mình đem đi dục qua một cái nơi mà nó không có ý nghĩa á. Chị cũng coi ông Thành với Ca Thì nhớ không?
mình đâu có bao giờ để trường hợp đó nó xảy ra thêm lần thứ hai nữa đâu. Ừ, tao thì tội nghiệp đó. Dạ. Uổng đời đó. Uổng đời chị. Nói tao thì thôi nói chuyện rồi phân tâm không anh trò, thôi để cho anh trò làm đi. Không có sao. Mà nói chuyện rồi nó phân tâm. Đẹp chưa? Chị Hằng bữa nay có làm gì lại không? Không, bữa nay chị lu bu lắm, có khách á. Khách tầm lum hết trơn, khách đang em nghe chị nói có khách nên chị không có làm được. Cái bữa đó không có làm được. Mấy ngày đã luôn trong khách tuần tới nhà khách hả chị? Tới rồi. Chị ơi, chị đổi nhà ra thấy chưa. Chị chưa có ở, nhưng mà chị để đón làm, để đón khách thôi à. Xong rồi chừng đón khách xong hai ba đoạn khách là xong rồi mới chút mới sửa. Chị nhà đẹp không? Chị sửa lại không? Sửa chứ. Sửa chứ. Nếu không sửa là chị đã dọn qua rồi. Thằng ghê đó, thằng đi ăn nhà mới mà thằng đem theo ông mía thì tùm lum hết trơn. Chứ giờ dục đâu chị? Giờ chị nghĩ sao dục? Công nhận phục quá luôn hết trơn. Giờ dục đâu giờ? Thôi, lỡ rồi. Dục coi như cái nghiệp mình gánh đi. Nói cái nghiệp hả trời, nhiều khi em nghĩ em nói không biết em phải cái nghiệp em gánh mấy người này không? Em cũng nghĩ vậy. Mất nợ. Mệt lắm chị. Chưa có ở, chị chờ chị sửa hết, mình sửa theo ý mình á. Trên đó lạnh mát, thời tiết thích lắm á. Ừ, mát lắm. Tối mà mở cửa sổ hết nghe nó mát. Cái view nó mát đẹp lắm. Nhìn chị có xuống. Người thiết kế luôn không hay là chị tự đi ra thiết kế? Chị tự coi ở trong mấy cái em trên mạng á. Đó, mấy cái tủ như vậy. Nhà em làm lại hết là biết rồi đó. À, đó. Em cứ mom em làm hoài, em upgrade mà làm hoài. Ghiền á chị. Thích ngắm vậy nó đẹp biết không? Ừ. Chị là thích ngắm, mình làm cái nhà theo ý mình á. Mình ngắm, mình trưng đồ rồi đó, đẹp. Ừ. Người đẹp phải ở chỗ đẹp ha. Trời. Cái gì mà người đẹp, đẹp. Tại sửa rồi khi mình đi ngoài mình làm mệt, mình về tới nhà mình cũng thấy thoải không mái. Gian thoải mái, dễ chịu. Công việc có hàng là thấy cực quá. Cực lắm chị á, áp lực lắm. Không dễ. Nói như mà mình đi tới ngày đi quay homeless để lấy phim thì cái đó ai làm cũng được phải không chị? Còn đây giống như cái trách nhiệm mình phải giúp họ làm cái gì á, mệt. Phục hành từ lúc mà coi cái ông Lộc á, Vậy hai chồng bán khô bán thì. Dạ. Anh Lộc bây giờ là good lắm rồi. Super good. Không, công nhận nhảy ông Lộc thiệt cái. Dạ, giỏi. Tại vì kế bên cũng có người yêu chị ơi. Mà cũng vậy. Có người phụ nữ cũng là một cái động lực lớn lắm chị. Cái đó thiệt. Cũng giờ có hàng quét quá trời cho ông ra ông vậy. Dạ. Thôi cái gì không quét thử coi nó ông được chị đâu. Rồi sao rồi sau đó thì cũng phải có một người kề bên chứ không có cũng không được. Không có thì cũng gớt lại thôi. Rồi ông Thành đi sao rồi hả? Ông Thành đó thì thôi đi homeless lại rồi. Trời đất ơi, ủa vậy? Dạ. Chết giờ sao giờ chị? Em đâu có giữ họ kế bên được. Ông Lộc không khuyên gì hết trơn hả? Khuyên cũng được đâu chị ơi. Khuyên thì khuyên chứ. Dạ. Ít ai kể trí với ông Lộc. Dạ. Thành quá ủng. Chị sắp tới xuống Quốc Minh muốn làm cái ly chơi ăn nhà. Chưa tính. Chưa có tính. Để coi từ từ. Tháng 9 là chị tính đi Việt Nam đó. Ồ, vậy lần này chắc vui rồi nha. Để em biết em nha. Anh mất cười thì nói anh biết, anh muốn quay, anh muốn luyện. Cười lắm. Tính vậy chứ không biết có đi kịp không. Chị nghe mấy có ai đưa chị đi chưa? Thằng đó là nhà Mẫn. Để anh gọi anh Mẫn coi. Gọi anh Mẫn. Chị cũng nhờ em mà em kiếm không có. Để chị, em đâu phải nhắn đây đâu em biết. Đúng rồi. Để anh gọi anh Mẫn. Bữa kia nói có anh Mẫn mà nói để gọi điện thoại cho chị mà em tìm lại đâu có biết số chị số nào đâu. Một ngày biết bao nhiêu người gọi vô cái má. Đây nè, đó. Đây mẹ anh trò nè, trẻ nè. Trẻ đẹp nữa.
Ok rồi, con qua đây vui vẻ ha. Dạ. Dạ. Ôi vui ghét quá. Rồi thôi giờ con đi về, con còn phải còn nhiều việc lắm. Dạ, ba cô. Dạ, có gì gặp cô sau. Rồi em chờ chị về. Ba chị. Rồi. Bố ổng đâu rồi? Dạ, ổng ở Ok. Giờ đi về đem đồ về nhà trước rồi bắt đầu chạy đi nè. Chị đi vòng vòng á. Đừng vòng đâu, chị có việc á. Có việc có hẹn á. Không mà chưa nghỉ chân đi chị ơi. Em nhìn lại mấy chân chị chân đi. Rồi bye bye anh nha. Ổng chờ đậu xe hả? Dạ bye bye. Ổng đi ăn. Ờ ảnh đi nữa hả? Anh còn đi. Rồi ok thôi vô làm cho khách đi. Đi vô. Ok sẽ bye bye đi. Bye bye cả nhà. Bye bye. Đây là San Jose. Vô okay. Nhà đi nào, giống như đi chơi. Ừ.